Rồi, Phép xin chào nha anh em. Nay Phép cập nhật xe ngày mới nha. Chúc anh em ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha anh em. Phép quay cái clip sáng đằng cửa hàng này, những xe mới về, với Phép ghép cái clip vào tối lại nha anh em. Để Phép báo trước để anh em nói clip cũ, clip mới. Tại giờ tối thì cái lượng xe nó cũng y như vậy thôi. Nó chỉ có mỗi chiếc quay ớt rồi đã bán anh em ha, để Phép cập nhật. Này chơi ly 70 à, 7 chơi ly 50 nha anh em. Chơi ly 50 nhưng mà nó đi đầu nồng dên đi hắt cũng như 70 vậy đó. Cái quay này tạm chốt hả? Cái quay nè, cái quay này chị nói tạm chốt không? Chị nhắn đi trên Zalo đó. Cái này cái Alpha màu xám môn nha anh em. Em đem lẳng đây em, anh đang bận. Alpha màu xám môn anh em ha. Cúp tâm 70. Tâm này đi thôi, tê chứ cút thật anh em ơi. Đúng là tiền nào mua nấy nha. Em còn chiếc 32 nha anh em. Chiếc này 42. À, tâm nữa. Tâm là tâm 90 luôn nha anh em. Tâm 90 luôn ha. Tâm này 25 triệu. Full X. Full X. Full X nha, đó, mấy cái dãy xe mới về anh em, Full X tâm. Tâm này biết đầu còn nó quên rồi. À, xe này rớt đầu rồi nha anh em. 25 triệu. Anh em nào xài luôn không rút thì trừ 1 triệu nha. Trừ hồ sơ ra. Là 24 đi, nó 24 đi, hồ sơ tính tiền. Hồ sơ tìm tiền vậy đi, cho nó gọn. Quay ô này cũng mới về. Wow, ô trắng đẹp quá nè em ơi. Trắng đẹp. Mẫu cũ nha anh em. Mẫu 27 á. Mẫu 27. Đẹp quá. Mẫu này giờ xem lại đẹp nha anh em. Jupiter. Rồi sang cả sự nhớ máy là chắc chốt rồi đó. MX, MX này chốt chưa ta? MX này chốt chưa? Giờ vậy ha. MX này có ống hơi đầu bò nha anh em. Quýp lắm. Để chút nữa rửa. Nè anh em dòm nè. Đó. Tìm lại kỷ niệm xưa nha. 206 luôn nha anh em. Đầy đầu quá ha. Đã quá. Xe này như là chạy như là vỏ còn luôn á. Đúng rồi, cái này vỏ còn đó. Dọn chiếc MX này lại cho anh. Rồi, tiếp tục ha. Nói vậy xe này thì cũng như y như cũ thôi anh em ha. Đó. Thằng này 23 năm. Thằng này 26 năm. À, 13 mấy nha em. Alpha 110 Alpha mẫu mới nè. Xe còn đẹp lắm ạ. Seawood. Seawood FI. Bên còn mới quá ta. Rồi xe chạy mới 14.000 nha anh em. Ở đây đồng hồ đồng bộng vậy anh em yên tâm đi, không có tua trô rồi đâu nha anh em. Tại vì mấy cái xe này phải mua của khách đâu mà. Mua của khách có người ta lại người ta đổi có. Người ta lại đổi tay ga vậy đó, người ta muốn dạng như muốn đổi gió kìa đó ha, cũng có đó. 14 năm. Này 13 mấy nha anh em. Seawood này đời mới. Cái này 12 năm. Cái này 14 năm này mâm đẻ rồi sơ như nè, bô nhỏ. Cái này 13 năm nha anh em. Cái này 13 bán giảm giảm nha anh em. Rồi tiếp tục. 50. 50 13 triệu luôn. Thằng này Sachia này 36 nha anh em. Raider này 34. Raider 20. Bộ rùa này 9 triệu. Này 27, này 26, này 18. Suviva. Suviva 12 năm. Jupiter 11 năm. Asilo 12 năm.
voucher đó 18 triệu một năm giảm luôn. UX 19 năm quay quay dọn nha nè, quay dọn kiển xe tính mua chạy mà nhiều xe quá chạy không nổi nè, nhiều quá chạy không hết. 16 năm Honda Blast, xe này chạy được xíu như nè, nó phải té ngã đâu, nó chạy do cái gì đó nó gớt vô đó chứ té là nhìn biết liền vậy nè. 14 năm như nè, quay GSXFI 18 năm vui trời neo 2008, xe này anh em về dọn ha, thay áo đồ vô đẹp để anh em 26 triệu anh em ha. Quy sành anh em 22 năm, Lexico 13, Alex, Alex này lâu lắm rồi nè, Alex này cũng còn được lắm nha anh em, đẹp xe lắm á. 14, Quy sành 19, Janus 18, Quy sành 15 năm, Noja 13 triệu, Alex 14 triệu, xì bo cà phê ha, FX tới 18 nha anh em. Yamaha Suzuki 11, No 4 xanh 15, No 4 xanh 10, No 4 đen 11, Alpha tem xương cá, Supra, SUM, Angel. Cúp Lê Sâm. Rồi vậy cúp đèn tròn ha, 70 cối, rồi cánh án 79, xe máy đạp. Rồi nhiều đó anh em ơi, được phép ghép với clip hồi tối nữa, bắt đầu là up nha anh em. Rồi khỏi về quay đằng kia. Rồi anh em cần xe nào thì alo với anh Trường Sang nha anh em, số điện thoại của anh Trường là 0961 334 375, số của anh Sang là 0325 55 330. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, phép chào anh em. Cửa hàng xe máy Khánh Phép, địa chỉ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nha anh em. Buổi tối phép chúc anh em thật là vui vẻ nha anh em. Tất cả các xe có tại cửa hàng để cho quý anh chị em tham khảo nha anh em. Chiếc Q1 đẹp quá anh em, Q1 và Tiger đẹp quá. Xe này đẹp á, xe này cái chất xe nó có. Con này Alex Thái 209 nha anh em. Xe máy miễn bàn luôn. Biển số đẹp nha anh em. Số đẹp, số An Giang, số đẹp, 4 con. 4 con. Ghê biển chưa, 47 47, quay ô anh em ha, màu đen nhám, mẫu mới 46 triệu này, mẫu cũ 57 anh em, mẫu mới nè 46 SH 150 là 27 anh em, 84 FX 25 triệu. Cúp tum này em có, em mới vừa làm clip anh em có gì qua tham khảo nha anh em. Cúp tum châm ha, Suritan, Honda Monkey, chiếc Q1 này đẹp, vàng bạc này mà đã quá nè, ốc còn sáng, ốc Q1 đẹp, chắc xe đẹp. Rồi tiếp tục báo giá nè em ha, WinX 32, MX King 32, Raider up Sachi nha nè. Xe này cái màu đẹp, anh em dọn ngoài là em thích liền, đẹp lắm, màu vàng trắng, vàng trắng đen,
37 triệu nha anh em. Anh em nói sao mắc quá, thì trong đó có chiếc 32 nè, chiếc đó 32 đó, chiếc đen đó, cặp Alex này, Alex Việt nha. Chiếc xe này chắc lắm, anh em nhắn tin hoài mà không chịu chốt cái xe này, tại giờ nằm trong đó là phép không có quay video được anh em. Chứ cái hai chiếc xe này đẹp lắm, bây giờ Alex Việt Nam bây giờ cái giá nó cũng khó mua, giá thì cũng cao, mà hai chiếc này đẹp. Rồi tiếp anh em ơi, Suzuki GSX-R anh em ha, 46 triệu. Raider, xin lỗi, Sonic, Sonic đi có ngàn mấy cây anh em, 52 triệu nha, mới chát à, chứ đó. Còn này Ad màu xanh GB nữa ha, 32 triệu, xe đi hai cái vỏ chưa thay nha, cốt đầu chưa mở, 12.000. Này WinX anh em ha, WinX này mới về nè, WinX cái màu rất là đẹp. Xe này tính từ thời điểm mua đến giờ là mới có 2 tháng mấy thôi, chưa được 3 tháng nữa anh em ha, còn mới chát luôn nha anh em. 33 nha anh em, 33 triệu nè, mới lắm, mới như xe thùng nha anh em. Rồi cái này hạt 1, hạt 2010 anh em. Còn này hạt GB, hạt GB xanh trắng thì đi 22.000 đúng vỏ nha anh em. Còn cái vỏ đầu Winner đó, Raider 32 nè, anh thấy không, có giá Winner đó 26 nha anh em, xanh trắng. Cái này quay y nha anh em, 67 triệu nha. Bảy ngàn cây nữa ha. Đúng vỏ nè ha. Khu trời này 24. Khu trời này thì giá nào có ghi hết anh em ha. Khu trời neo. Quen 110 thái anh em ha, 33 năm. Giá quy hết trên đi anh em ha, khỏi báo ha. Nhà con chiếc đít này đồng giá ha. Con biển 65, con biển 62 anh em. Có bao hồ sơ cho anh em luôn nha. Sắp này đi lên cái dãy vuông nèo rồi. Xe này máy chắc lắm nha anh em. Cái này tem lửa nha, tem lửa mới về rồi hồi chiều đây. Dẫn dàn bạc phê, đồ bò cũng đẹp anh em, đồ bò nó mọc lắm. Đó, này hồi này đời được rất là nhiều anh em săn chơi nè, đầu 50 nè, đầu 50 nè, anh em thích lắm nha anh em, thấy không, đầu 50, đầu 50 này là xe đã nhập cảng nha anh em, xe nhập nguyên chiếc cảng, cảng về cái đầu người ta bán ra hải quan nha anh em ha. Super 203 24 triệu. Super này 22 30 rồi nha anh em. Còn cái này biển tứ quý nó bán 42 triệu. Này Novatina nha anh em. Xe thùng á. Novatina 597 mà tới giờ còn xe thùng nha anh em. Bởi vì cái giá trị của nó, nói chung là phép quay nó phải có báo giá nè. Ồ, bánh trước xẹp nữa rồi, mai phải bơm lên mới được. 97
anh em giờ đã lắm anh em, mua dòm chơi cũng sướng anh em, khỏi chạy. Anh em ở bên 83 coi ủng hộ em cái chỉ số tứ quý đây nè. Xe này đi hai vỏ chưa thay nha, chiếc Super 42 triệu biển tứ quý 3 đó, vỏ còn khu 2 nè, khu 2 chiếc xanh chiếc đỏ vỏ còn, vỏ đầu còn, chiếc này thay vỏ rồi. Chiếc này 30, 32, 34, này Puig giá có ghi trên yên nè, cái này 32 trong 34. Chiếc quý Thái hết biết là có đẹp à, chiếc quý ớt Việt Nam chứ có đẹp một cái lộng lẫy. Xe này anh em nào không có để ý là giờ mà nói xe mới dọn luôn, quá mới. Chiếc neo biển số T thiệt đẹp quá. À lớp Thái FI hay lớp 8 anh em ha. À lớp mới về vậy nè, 2010. Máy chắc nịt. Xe này áo keo, áo dán keo này nè, áo keo lên đèn Thái luôn anh em ha, đẹp. Hai mươi bảy triệu anh em, cái này GT anh em, GT bữa nay lôi kiểm tra cái máy không bị vết á, cái máy rất là im. Để ngày mai cho thằng Sang trường nó vệ sinh rồi lại, vệ sinh e gió rồi các kiểu lại. Máy có bị gì đâu nè. Xe này vỏ còn 32 triệu GT hay là 7. Cái quay này đẹp. Quay này cái đầu bò đẹp. Máy chắc luôn, máy ngon. Tiếng bồ nổ ngay đã. Tiếng bồ nổ ngay phê. Super 110 anh em. Xe này giống Super Thái quá anh em ơi. Nghĩ đi nghĩ lại nó giống như phu chờ với quay y mày đó, nó cũng đâu khác gì đâu. Nó chứ giờ mấy miếng tem này nói chung kiếm đầu ra mai mà rảnh làm đâu. Nhưng mà cái bẩn nó vẫn khác anh em. Cái bẩn nó khác đó, anh em dòm nó, bẩn bển thấy không? À bẩn bên đây nè. Anh em xem. Thấy không? Đó, kể cả bên đây nó cũng vậy, nó cũng khác luôn. Bẩn nó khác đó. Một cái là bẩn trắng, một cái bẩn sơn mà. Ừ. Nó có lỗ à, còn cái kia nó bít chịch anh em. Thấy không? Nó là mới Super Thái đó anh em. Ngoài này mua chúng thì xe Super Thái. Nói chung thằng này nè. Anh em chạy ngoài đường không có đâu. Nó lạ lắm, độc lắm á. Nó đúng rồi đó, cái bẩn nó không giống nè. Cái bẩn nó không giống, ổ khóa nó cũng giống luôn nha. Đây nè, thấy không, nó cái yêu kia ổ khóa tròn nó ổ khóa vuông nè. Bởi vì này là Mercedes Thái này 20 nha nè, này 13, này tâm nè, tâm 70 với hai quan, hồ sơ có sẵn luôn nè em ha. Máy riêng 31 triệu nha nè, Suva 15 triệu. Suva này để em gọi đầu bò cho nên mấy anh mang ghiền Viva xuống tiền chơi đầu bò nữa nè. Mình gọi cục máy để mình xuống tiền đó. Cục máy nó phê lắm anh em ơi, nó nổ đã lắm. Đó, nhiều là xuống tiền được. Dân chơi gọi chi nhiều. Đi qua áo sống rồi nó có bán đầy đủ nha anh em. Có bán hết á. Đừng có sợ không có đồ thay. Rồi, chắc phép cũng đã quay tổng hợp hết các xe có tại cửa hàng anh em ha. Anh em có cần xe nào thì liên hệ với anh Trường Sang. Anh em xem nhớ đăng ký kênh
để cập nhật xe về liên tục nha nè, cũng như tìm được cái xe mình mong muốn và đam mê. Qua đó thì anh em mình cũng cùng nhau chia sẻ ha, những cái kinh nghiệm, những kiến thức về xe gắn máy Việt Nam anh em ha, rất là nhiều. Hôm nay xe về nhiều lắm anh em, còn một nhà này kia nữa chưa có dọn kịp, chưa có rửa kịp. Ok, phép cũng rất mong được sự ủng hộ từ anh em. Anh em nào quan tâm thì gọi điện hoặc là inbox Zalo cho Hoàng Trường hoặc Sang nha anh em. Số Hoàng Trường 0961374375. Số của Hoàng Sang là 0325555330. Nhớ ấn nút đăng ký kênh nha anh em. Rồi, phép chúc anh em buổi tối thật vui vẻ. Hẹn anh em trong video sau. Xin chào anh em.